Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, con kính tri ân. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Và con nguyện ngọc con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri. Chị Trung Đức, con kính lễ quý bà, quý cô tư nữ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Thưa, hôm nay là ngày thứ tư, 6 tây tháng 7 năm 2022 dương lịch, cũng là nhằm ngày mùng 8 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mới đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Nam Mô Bích Tha. Dạ, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukka samayang phante tisarane nasaha athang gassaman nagatang uposathang yachama Dutiyam bhimayam phante tisarane nasaha athangasamman nagatang uposathang yachama. Tatiyam bhimayam phante tisarane nasaha athangasamman nagatang uposathang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Viên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Viên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Viên Tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Viên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Viên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Viên Tri. Buddhang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Thammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Duti Jambi Buddhang Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Duti Jambi Buddhang Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Duti Jambi Dhammang Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp. Duti Jambi Dhammang Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Pháp. Duti Jambi Sanghang Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng. Duti Jambi Sanghang Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Tăng. Tati Jambi Buddha Dhammang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật. Tati Jambi Buddhang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Phật. Tati Jambi Dhammang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Pháp. Tati Jambi Dhammang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Pháp. Tati Jambi Sanghang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Tăng. Tati Jambi Sanghang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Tăng. Ba Na Ti Ba Ta Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Ba Na Ti Ba Ta Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Brahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura Merya Macchappama Dattana
Veramani Sikha Badang Samadhyami. Đệ tử nguyện không uống rượu và các chất say. Subrame Shayama Chappama Dathana Me Chamani Sikha Badang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vì cả là phụ ra na Vệ rạp mà ni sẽ khá bà đăng sa ma đi gia mi mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vì cả là phụ ra na Vệ rạp mà ni sẽ khá bà đăng sa ma đi gia mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nát cha ghi ta qua đi ta vi su gà đa sa na ma la gần thân đề ba na tha ra na man đa na vi phụ sa na tha na vệ ra ma ni sít kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacca gita wa dita visu kada sana ma ta kan ta wi le kana ta kana man kana wi fu sana ta na ve cha ni ta patang sama iya ni. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucca sayana maha sayana eramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucca sayana maha sayana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Imang atang gassamana gatang buddhapang nyatang upo satang imang charatin imang chadiwasang sammadewa afirakitum sammadiya. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani upo sasi valasena iman jaratan iman jadivasang sa tukang katoa apamadena sammā rakkhitabbang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và phát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. À ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tân dân tí, si lê na phô ga sam ba đa, si lê na nịp bộ tân dân tí, ta sa ma si lăng vi su đa dê. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xá thuốc lành thai.
Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô được an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, hướng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô đường an lành. Quy y Tăng bảo tình thân, nguyện lời chân thật tác thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Bằng quả tu sắp bằng mang lăng ra khánh thử xa bê đê của ta sắp bằng bút a nữ phá vê nê sa đà so thị phá quanh trui tê. Bằng quả tu sắp bằng mang lăng ra khánh thử xa bê đê của ta sắp bằng hàm má nữ phá vê nê sa đà so thị phá quanh trui tê. Ba quả tu sắp bằng mang lăng ra khánh thử xa bê đê của ta sắp bằng sẵn khá nữ phá vê nê sa đà so thị phá quanh trui tê. Tất cả anh phương anh có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thành lợi từng đến người cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, sa thu kính cảm ơn Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Hòa Thượng Tế Siêu cùng chư tôn đức và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Hạnh Ngọc. Nam Mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ, tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy Bát Quan Trai Giới đến hàng Phật tử của chúng con. Chư pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng làm giới tử hội Bát Quan ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư, cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha Giá, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thăm Má trên mạng internet và bao thoát Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ theo giờ mùa hè Việt Nam, 8 giờ đến 10 giờ tối Houston, từ 8 giờ đến 10 giờ sáng New York, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng Cali, từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 1 giờ tối đến 1 giờ sáng. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 7 năm 2022, Phật lịch 2566, môn học tương ương bộ, Samyutta Nikaya. Bài chính cần phân biệt giữa tín ngưỡng và tu tập. Kinh Sun Darika Xuất Tăng, chương 8, tương ưng Bà La Môn phẩm A La Hán thứ nhất, do Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình và sẽ được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Chúng con thành kính
Tánh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tề Xuyên từ bi dẫn nhạc đại học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Nam Mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Phúc Đăng, cùng Chư Tôn Đức có mặt trong rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa Chư Tăng, kính thưa quý vị. Lại một lần nữa chúng ta được nghe cái giai thoại về Bà La Môn Sundarika. Bà La Môn Sundarika Paradocha cũng như các vị Bà La Môn khác, họ có một sự tín ngưỡng theo đạo Bà La Môn bằng nhiều cái hình thức nghi lễ ở tôn giáo của họ. Và khi mà họ gặp Đức Phật á, lúc ban đầu thì họ có cái thái độ hơi trịch thượng một chút, nhưng mà rồi sau đó khi Đức Thế Tôn Ngài đã thẳng thắn trung thực thuyết lên một bài kệ hay trả lời một câu theo câu hỏi của những Bà La Môn đó, thì họ liền nhận ra cái chân lý và họ đã theo Đức Phật. Hôm nay chúng ta nghe bài kinh này, nó có nhiều tình tiết ở trong cái lời đối thoại bằng kệ ngôn, nó được xếp vào cái Sanghyuttanikaya là tương ưng một kinh. Khi Bà La Môn đó nói lên bài kệ hỏi Đức Phật, thì Đức Phật cũng đã nói lên những bài kệ để trả lời, để giải thích, để thuyết pháp cho chúng ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe rộng rãi về ý nghĩa bài kinh này với hai khía cạnh: tín ngưỡng là nhận về cái đức tin, còn cái sự tu là sự nỗ lực chuyển hóa bản thân dựa trên cái sự tinh tấn và trí tuệ. Nhưng mà thường thì người ta hiểu lầm, người ta nói đến tôn giáo thì người ta kết hợp giữa tín ngưỡng và cái sự tu tập hành đạo. Nhưng nếu phân tích cho kỹ, chúng ta thấy hai cái việc đó khác nhau. Bây giờ thì xin mời cô Tư Nữ Như Pháp đọc cho chánh kinh của bài học hôm nay, và sau đó xin cung tỉnh Thượng Tọa Hợp Đăng vị giảng sư của ngày thứ tư sẽ giải rộng rãi ý nghĩa của bài kinh này. Nam Mô Bụt Thầy. Cho con biết được tín hiệu, con xin phép được đọc phần chánh kinh. Bài 9: cần phân biệt giữa tín ngưỡng và tu tập. Kinh Sundarika, Sundarika Suttang, chương 8, tương ưng Bà La Môn phẩm A La Hán thứ nhất. Thông thường nói tới tôn giáo, người thường kết hợp tín ngưỡng và sự tu tập bản thân.
Thực tế, hai điều này rất khác biệt. Tín ngưỡng thường là những hình thức cúng tế dựa trên lòng tin. Sự tu tập nỗ lực chuyển hóa bản thân dựa trên nỗ lực với sự vận dụng hiểu biết chân xác. Đức Phật cũng có cách thuyết pháp và dùng hình ảnh quen thuộc để minh họa những nghĩa lý thâm sâu. Bài kinh này cũng ghi lại cách thờ lửa rất riêng, mà qua đó Đức Phật dạy về cách thanh tịnh hóa bản thân. Kinh văn: Một thời Đức Thế Tôn trú ở Kosala bên bờ sông Sundarika. Lúc bấy giờ Bà La Môn Sundarika Paradoja tổ chức cúng tế thần lửa trên bờ sông Sundarika. Sau khi hoàn mãn tế đàn, Bà La Môn Sundarika Paradoja ngó quanh tự hỏi: ai là người nên được hưởng tế phẩm này? Chợt nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi dưới cội cây ở gần đó, ngồi chùm đầu, vị Bà La Môn liền đi đến chỗ Đức Thế Tôn với một tay cầm thực phẩm cúng tế và một tay cầm bình nước. Nghe tiếng chân của Bà La Môn Sundarika, Đức Thế Tôn tháo đồ trùm đầu. Thấy vậy, Bà La Môn nghĩ rằng đây là một người đầu trọc, một người đầu trọc, và muốn quay gót trở lui. Nhưng ông Bà La Môn chợt nghĩ, cũng là những Bà La Môn đầu trọc, ta hãy đến hỏi về dòng tộc họ sanh. Rồi Bà La Môn Sundarika Paradoja đi đến Thế Tôn và hỏi: họ sanh của tôn giả là gì? Thế Tôn: hãy hỏi về sở hành, đừng hỏi về thọ sanh. Lửa có thể sanh từ nhiều thứ chất tốt. Từ nhiều thứ chất đốt, bậc hiền tánh chuyên tu, dầu từ giai cấp thấp, vẫn là người thượng sanh. Nếu sống với lòng tàm, người hiến lễ để nên nguyện, ai hoàn toàn chuyển hóa bằng nhiễu đế, đạt tri kiến suốt sáu, phạm hạnh đã viên thành, đúng thời sinh dân cúng, đến bậc đáng cúng dường. Sundarika: lễ cúng thật thù thắng, tìm thấy được bậc chân sư, không ai khác hơn ngài xứng thọ lễ phẩm này. Tôn giả Gotama, hãy thọ nhận, ngài mới thật là bậc phạm chí. Thế Tôn: ta không thọ tế phẩm, hợi phẩm chí ấy là nguyên tắc bậc kiến giả không thọ dụng tế phẩm là thường pháp chư Phật. Này hỡi Bà La Môn, hãy cúng thực phẩm khác. Bậc kiến giả thắng giả, bậc đoạn lậu bất thối, ruộng phước cho người trồng. Vậy thưa tôn giả Gotama, con nên cho ai tế phẩm còn lại này? Này Bà La Môn, trong toàn thế giới thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, trong chúng Sa Môn và Bà La Môn, trong thế giới chư thiên và loài người, ta không thấy một ai thọ thực với thức ăn này có thể tiêu hóa được, ngoại trừ Như Lai, hai đệ tử Như Lai. Này Bà La Môn, hãy quăng vật cúng còn lại này tại chỗ không có cỏ xanh, hai nhận chìm xuống nước nơi không có sinh vật. Rồi Bà La Môn Sundarika Paradoja nhận chìm vật cúng còn lại ấy vào trong nước nơi không có loài sinh vật. Vật cúng ấy được quăng vào nước liền xì xèo, sôi lên, phun hơi và bốc khói lên như lưỡi cài nung nấu cả ngày. Khi bỏ vào trong nước liền xì xèo, sôi lên, phun hơi và bốc khói. Lúc ấy Bà La Môn Sundarika Paradoja hốt hoảng kinh khiếp đi đến Thế Tôn và đứng một bên. Được Thế Tôn nói kệ ngôn này với Bà La Môn Sundarika Paradoja: hỡi này Bà La Môn, khi chuẩn bị củi lửa để làm lễ cúng,
chớ nghĩ là làm vậy sẽ được thanh tịnh hóa. Bậc Thiện Trí nói rằng đó chẳng thanh tịnh gì, chỉ là hình thức thôi. Từ bỏ chuyện thờ lửa, ta thắp lửa nội tại, tâm định luôn tỏa sáng, bậc A La Hán thánh thiện. Hương ngụy là đòn gánh, sân độc là khỏi mù, tàn ngữ là cho bụi, hỡi này Bà La Môn. Với Như Lai thì khác, lưỡi ấy là khai lệ, tâm chính là trang thờ, thuần hóa là ánh sáng. Chánh pháp là hồ rộng, giới hạnh là bến nước, nơi bậc chân tu cắm, lau khô đảo bị nhạn. Chánh pháp là chân lý, tự chế là phần hạnh, ấy con đường trung đạo. Hải lễ bậc chánh trực, ta gọi tùy pháp hành. Được nghe vậy, Bà La Môn Sundarika Haradoacha bạch Đức Thế Tôn: Thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thật vi diệu thai tôn giả Gotama, diệu pháp được tôn giả Gotama hiện bày như người dựng đức những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối. Hai đem đèn sáng vào chỗ tối tăm để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa pháp, xin nương tựa Tỳ Khưu Tăng. Mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia với Đức Thế Tôn và được thọ đại giới. Bà La Môn Sundarika Haradoacha được xuất gia và thọ đại giới từ Đức Thế Tôn. Thọ giới không lâu, tôn giả Sundarika Haradoacha sống độc cư, viễn ly, cần mẫn, không sao lãng, quyết tâm và tự thân chứng ngộ chánh trí ngay trong kiếp hiện tại. Đây chính là cứu cánh mà những thiện gia nam tử đi tu sống không gia đình hướng tới. Vì ấy chính biết mình rõ, sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Sundarika Haradoacha trở thành một vị A-la-hán nữa. Tích nghĩa, lửa có thể cháy từ nhiều thứ nhiên liệu. Hàm ý là phẩm hạnh cao quý có thể thành tựu từ những người thuộc nhiều giai cấp khác nhau. Bậc đại tri kiến rốt ráo, Vedanta-gu, là dụng ngữ của Bà La Môn giáo chỉ cho người tinh thông Huệ Đà, nhưng Đức Phật chỉ cho người thành tựu tuệ giác vô lậu. Theo sớ giải thì chư thiên thường tận dụng cơ hội để cúng dường đến Đức Phật. Khi biết rõ người cúng dường thực phẩm thì gấp chung vào thực phẩm của chư thiên. Chỉ có Đức Phật và các bậc A-la-hán có thần thông mới tiêu hóa được loại thức ăn pha trộn như vậy. Sớ giải cũng lên những ý nghĩa sau: hương vị là đòn gánh, hàm nghĩa sự tự nhận thanh tịnh cao quý do giai cấp thọ sanh, là sự thẩm xưng không thật. Chẳng những vậy, khi tiếp xúc với thực tế thì chỉ bộc lộ bản chất thật của phiền não tầm thường, như người gánh hàng hóa mỗi bước là sự chịu nặng. Sân giận là khỏi mù, như khi nhen lửa và lửa không cháy, chỉ tạo thành khỏi cái mắt. Tâm sân khiến trí tuệ không sanh, sanh khởi. Tà ngữ là tro bụi, không thể đốt lửa từ tro. Lời nói hư ngụy không tạo nên ánh sáng trí tuệ. Đức Phật cũng nói về sự cúng tế lửa theo cách của Ngài. Lửa là khai cúng tế, hàm nghĩa là sự tuyên thuyết chánh pháp, nhưng phương tiện cúng dường. Tâm là bàn thờ, nghĩa là một tâm, là nơi trang nghiêm. Thuần hóa là ánh sáng, có nghĩa là khả năng tự điều phục, là tinh anh. Bản dịch hôm nay do Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Như pháp kính mời đạo tràng, cùng như pháp lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa pháp đăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Hàng thiện tịnh mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan,
Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Tịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như nay. Nam mô Bụt Tha giá, giả đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay, và con kính nhân Bích Trinh sư. Thượng tọa, lễ đức tề tri tề đức cùng với chư tôn đức tăng kính chào ý bà cô tu nữ, thượng chào phật tử. Thì buổi hôm nay thì chúng ta cũng học trong kinh Tương Nguyên Bộ, và buổi hôm nay thì một cái câu chuyện của Bà La Môn là Sundarika Parayika này cũng thật sự là một cái bài học mà cho chúng ta nhiều cái ý nghĩa. Thường thì chúng ta biết rằng đối với tất cả mọi người, khi họ đến với một cái tín đồ nào đó thì thường thường đa số đó là cái sự tín ngưỡng. Nhưng mà đối với đạo Phật thì đúng ra chúng ta thấy rằng đạo Phật là một cái đạo dạy và tu tập. Khi mà đến với Phật giáo hay là Phật giáo ngay cái thời kỳ của Đức Phật thì tất cả những người nam nữ cư sĩ này không chỉ là tín ngưỡng mà là đến để tu tập cái bản thân mình. Dù là những cái pháp mà mình thấy như là tu hành bố thí hay trì giới, làm những cái thiện nghiệp công đức, thì chúng ta thấy rằng để điều luyện cái bản thân của mình ở trên cái vấn đề chế ngự cái tâm của mình về những cái tâm bất thiện. Thường thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, khi ngài thuyết giảng hay ngài dạy cái phận sự của một cái vị sư trưởng hay là một vị Bà La Môn Sa Môn, thì ngài dạy là khuyên tín đồ đó hay là khuyên đệ tử không làm việc ác, khuyên làm việc lành. Như vậy thì thường thường đối với chúng ta, nhiều khi chúng ta không có hiểu, nhưng mà khi chúng ta hiểu đó, khi mà chúng ta không có làm việc ác, thì cái việc ác nó đưa vào bốn đọa xứ, và khi chúng ta làm việc lành đó, là chúng ta được sanh vào trời người và đủ duyên để giác ngộ giải thoát. Như vậy thật sự đó, chúng ta đến với Đức Phật đó, không phải là một hình thức tín ngưỡng, mình tới để mình thờ lại hay là cầu xin hay là cúng tế, mà mình đến với đạo Phật đó, đến với Đức Phật đó là đến để tu tập. Như vậy thường ít nhiều đó thì Đức Phật ngài đều dạy cái phận sự của một vị sư trưởng hay là một vị sa môn Bà La Môn có phận sự đối với những người nam nữ cư sĩ. Nhưng mà ở đây thì chúng thấy rằng cũng một ý nghĩa minh họa mà Đức Phật ngài dạy, ý nghĩa thâm sâu từ cái bài kinh này, với xuyên qua cái cách mà Bà La Môn Sundarika này đã có cái tín ngưỡng trong cái tôn giáo Bà La Môn của mình, và cái lễ cúng đó thì ông cũng tìm người để nhận, nhưng mà khi ông đến đó, thì ông gặp mà Đức Phật chứ không phải là những người Bà La Môn như là ý của ông muốn. Nhưng mà khi ông tự có duyên lành của mình, ông tự suy nghĩ rằng cũng có những vị Bà La Môn không có tóc, có nghĩa là cạo đầu rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng khi mà ông đến thì Đức Phật ngài đã biết và ngài nói lên một cái ý nghĩa, một cái ý nghĩa nghĩa là hãy họ hãy
hỏi hỏi về cái sở hành đó, chứ đừng có hỏi về cái tự thọ sao. Và Đức Phật này cho chúng ta biết rằng lửa đó, nếu mà chúng ta đốt lửa đó thì chúng ta đốt tất cả vật gì khô đó, nó đều tạo ra lửa hết. Rơm rạ hay là phân bò khô hay là củi cây nhánh lá, những cái vật khô đó thì nó có thể sinh ra lửa, chứ không phải là chúng ta đốt trầm đó, nó mới sinh ra lửa, hay là chúng ta đốt giáng hương nó sinh ra lửa, hay là chúng ta đốt gõ đỏ mới sinh ra lửa, nó không phải vậy. Và tất cả những cái vật gì khô chúng ta đốt thì đều có lửa hết. Thì Đức Phật ngài cũng nói với ý nghĩa là tất cả những người hữu tình, chúng hữu tình nào có khả năng để tu tập thì đều có thể tu tập được, dù có thể tu tập và tu tập từ thấp đến cao, và có thể thành tựu những cái quả vị tối thượng sau nhiều cái kiếp sanh lại chết đi của mình để tu tập, và mình có thể đạt được vấn đề này, đạt được đạo quả thấp nhất là đạo quả A-la-hán. Thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta luân hồi và cái sự chấm dứt luân hồi đó, chỉ có đạo quả A-la-hán thì chúng ta mới chấm dứt cái sự luân hồi và chúng ta không có sanh tử nữa. Như vậy thì Đức Phật ngài biết cái bậc hiền thánh mà đối với lời dạy của Đức Phật đó, là những cái vị đó ở trong cái giai cấp nào thì cũng có thể tu tập được. Xá Đế Lợi cũng tu tập được, Bà La Môn cũng tu tập được, Phệ Xá hay Chiên Đà La vẫn tu tập được. Nếu mà ở đó họ phân ra 4 giai cấp hay là 8 giai cấp hay là 12 giai cấp, họ phân biệt. Nhưng mà đối với chúng ta đó thì Đức Phật chỉ phân biệt theo cái nghiệp tái sanh thôi. Cái nghiệp tái sanh đó là một người nào đó cái phước của họ đó họ trọn vẹn, họ không bị những cái chướng ngại thì họ có thể sanh ra từ một cái giai cấp Bà La Môn cao quý, và họ đầy đủ một cái hạnh phúc trần gian này, rồi họ tu tập như là những vị độc giác Phật hay là toàn giác Phật, hay là những vị thinh văn giác Phật như là ngày Gia Xá, ngày sanh ra ngày ở một cái giai cấp cao quý, một gia đình trưởng giả giàu có, tài sản vàng bạc rất là nhiều như vậy. Một cái tâm tục sinh vào một người cha hay người mẹ đủ những cái điều kiện để tạo ra một hình hài của một chúng sanh, thì những vị này do cái duyên phước, do cái duyên nghiệp nên tái sanh vào đó. Và khi mà sanh vào đó thì sẽ lớn lên trong cái giai cấp đó, rồi khi mà nhận thức được đó, thì từ trong giai cấp đó mình nhận thức được. Và nếu ứng tu tập đó, thì từ trong giai cấp đó tu tập, muốn từ bỏ những cái điều mà giai cấp nào cũng có thể từ bỏ được, là từ bỏ đời sống gia đình. Nên chúng ta thấy xuất gia vốn hạnh ly trần, quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi, lợi danh đó, mình không còn cái liếng tiếc nữa, không có liếng tiếc lợi danh nữa. Như vậy quyết ra nhà lửa đó, đó là cái ý thức mà một cái chúng sanh là khi mà họ thấy sự luân hồi và họ thấy được hình bóng của những vị sa môn và những người thoát tục thì họ có thể từ bỏ gia đình để họ tu tập được. Như vậy thì Đức Phật ngài nói cho Bà La Môn Xuân Đá Đi Cá, và nếu một cái người đó mà sống ở trong cái giai cấp mà giai cấp thượng sanh hay hạ sanh theo giai cấp Chiên Đà hay là Thủ Đà, ấy là thượng sanh như giai cấp Bà La Môn Sắc Đế Lị. Nhưng mà nếu người nào sống với cái tàm quý đó, tàm quý là hổ thẹn và ghê sợ. Và những cái người nào mà lễ hiến kế, hiến tế đến những cái bậc mà chuyển hóa được cái nội tâm của mình và hiểu rõ được tứ đế, hiểu rõ được cái diệu đế đó, thì chúng ta biết rằng khổ hay là khổ tập hay là khổ diệt hay là con đường đi đến khổ diệt, thì những cái lời dạy của Đức Phật về tứ diệu đế đó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Và nếu một cái người mà hiểu được cái danh sắc này là khổ, hiểu rằng cái kiếp sống luân hồi là khổ, và những cái khổ đó đều là do lòng tham mà để đưa đến tái sanh luân hồi
và cái sự hiện hữu do có mặt ở trong kiếp sống này. Bởi vì do ái thủ thì có hữu, hữu là cái sanh hữu, hữu thì có sanh ra từ loại thai sanh hay là noãn sanh hay thấp sanh hay quá sanh, hay là sanh trong gia đình Sa Lý Lị, gia đình Bà La Môn, gia đình Tề Xá hay Chiến Đà La, chúng ta có mặt trong một cái gia đình nào đó. Như vậy thì một cái người mà khi mà họ hiểu được được bậc đại giác thuyết giảng, hay là họ hiểu được từ đệ tử của bậc đại giác thuyết giảng, và họ hiểu được diệu đế đó, thì họ sẽ có cái tri kiến, hiểu biết cái tri kiến mà tri kiến cùng tột. Bởi vì cái từ bút thô đó, là vị đó hiểu được cái tứ diệu đế, hiểu được khổ tập diệt đạo, và để đạt được cái quả vị giác ngộ thành Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà chuyển hóa cái tâm của mình bằng diệu đế, có nghĩa là mình biết được cái sự khổ, biết được sự khổ, và cái sự khổ tập là chính lòng tham của chúng ta. Lòng tham đưa ra cái hiện hữu, và chúng ta hứng chịu bao nhiêu cái sự khổ của đói khát, bệnh hoạn, đau ốm, thực nguyền, rồi mùa màng thất bát, rồi nắng hạn, rồi quả hoạn thiên tai, sóng thần động đất, chiến tranh lũ lụt, vũ khí nguyên tử, được có bao nhiêu cái mình khổ, về bao nhiêu cái sự khổ. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái khổ đó đều là do mình muốn, do lòng tham muốn của mình có hiện hữu, và cái thân của mình nó chịu đựng những cái sự khổ đau đó. Nên thường thường quý vị thấy cái khổ đó, cái thọ khổ, và đụng đến cái thân của mình đó, cái thân của mình nó là sắc tứ đại, đất nước lửa gió, và cái sắc nó giống như hai cái vật nó va chạm vào nhau. Ví dụ chúng ta bị cái vật đó đụng vào thân chúng ta, bị tai nạn, chúng ta gọi là tai nạn, là một cái vật nào đó nó đụng vào cẳng giò chúng ta, gãy cẳng, gãy giò, gãy tay, gãy chân. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái thân của chúng ta có bao nhiêu cái sự tổn thương từ tai nhân đem lại, từ cái sự thiên nhiên này đó, sự vận hành của sắc, của danh, sự vận hành của vũ trụ, vận hành của các cái loài, vận hành từ xe cộ, vận hành từ máy bay, vận hành từ con người với con người. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta biết được cái nghĩa là cái sự khổ là như vậy. Như vậy thì một cái người mà hiểu được khổ đó, thì vị đó tu tập để đoạn khổ, diệt khổ. Đoạn khổ là đoạn cái lòng tham, diệt khổ là niết bàn, rồi chấm dứt cái sự luân hồi. Như vậy thì khi một cái người mà có một cái tri kiến hiểu biết như vậy, và từng tự thực hành những cái pháp quán, như quán thân hay quán thọ, quán tâm hay quán pháp, như vậy thì một cái thời gian đó, thì vị đó sẽ thuần thục. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngày nói những bài kệ này để cho Xuân Đá Thi Cá biết, thì Xuân Đá Thi Cá đó biết được Đức Phật là bậc tối thượng. Cái lễ cúng của mình thì nghĩ rằng cái bậc tối thượng là Đức Phật, bậc Mô Ni, bậc thuộc thắng như vậy đó, là bậc chân sư như vậy, xứng đáng thọ những cái lễ cẩm của Bà La Môn, Xuân Đá Thi Cá. Ông nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng đối với Đức Phật, đối với cái truyền thống của chư Phật, khi Ngài độ một người nào, Ngài có thuyết giảng cho người đó rồi, thì những cái vật thực phẩm đó Ngài không có thọ dụng, và những cái lễ phẩm cúng đó Ngài không có thọ dụng, mà người đó phải tự hiểu được. Có nghĩa là bậc tối thượng tôn đó là cái ruộng phước điền đáng cho mình đem cái vật cúng tế bằng cái tâm thành của mình, chứ không phải vì Ngài thuyết giảng hay là như vậy đó để mình cúng dường, mà bằng cái sự kính trọng, vì hiểu rằng Ngài là bậc đại giác, là ruộng phước vô thượng, cần được tạo những cái thiện nghiệp đối với bậc đại giác để mình có cái phước báo thù thắng. Chính vì điểm đó
Nên Đức Phật này nói rằng ta không thọ tế phẩm hỡi phạm chí, ấy là nguyên bậc kiến giả không thọ dụng tế phẩm là thường pháp chư Phật hỡi này Bà La Môn. Những cái tế phẩm ở đây thì chúng ta hiểu rằng những cái đồ để tế lễ, những cái sự cúng tế mà nghĩ là cúng tế cho một cái người nào đó, một đấng thần linh nào đó, một cái giai cấp cao quý nào đó. Như vậy thì Đức Phật thì Ngài cho Bà La Môn Xuân Đá Đi Cá biết rằng cái lễ phẩm đó, đó, những cái lễ phẩm đó thật sự đó được cúng với cái tâm thành kính, và cái lễ phẩm đó được cúng cho bậc Mô Ni đó, thì cái lễ phẩm đó phải được tạo tác với cái tâm trong sạch. Và Ngài cũng thấy rằng những cái vật tế lễ này đó, không có ai có thể thọ dụng cái vật mà ông làm như vậy. Đây là một cái điểm mà chúng ta thấy nó có nhiều cái mặt về phương diện liên hệ đến chư thiên. Nhiều khi những cái vật đó mà đem cúng như vậy đó, đối với đệ tử Đức Phật hay đối với Đức Phật đó, thì nhiều khi chư thiên đó, họ để những cái tinh tế từ những cái vật vào trong cái vật thực đó, và những người thường đó không có khả năng để tiêu hóa những cái thực phẩm đó. Chỉ có những bậc lậu tận, những bậc thánh A-la-hán thì các ngài mới có thể thọ dụng được những cái vật thực này. Thì như vậy thì khi mà Bà La Môn Xuân Đá Đi Cá đó lấy những cái tế phẩm mà mình còn lại đó đem bỏ xuống dưới chỗ nước không có sinh vật, nhưng mà khi bỏ vào đó thì chúng ta thấy rằng cái vật thực đó nó xì nó sôi sùng sục lên, bốc khói. Mình có thể thấy như là cái cục khí đá mà chúng ta bỏ vào ở trong chỗ nào đó, chúng ta chế nước lên thì nó phun, nó xì lên những cái hơi đó, giống như là người ta để người ta hàn thì những cái loại khí đá đó, bình thường như vậy, nhưng mà bỏ vô chế nước thì nó sẽ bốc lên khói lên, sức nóng lên. Thì cái bậc thực mà ông Bà La Môn Xuân Đá Đi Cá đó, khi nghe Đức Phật Ngài đem cái đem đi bỏ đi, và Ngài tuyên bố là không có ai mà có thể dùng cái vật thực này được. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói như vậy, nhưng mà ông khi mà ông đem ông bỏ xuống nước thì một cái điều mà làm cho ông hoảng hốt và kinh khiếp đó, đó là nó bốc khói lên như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Bà La Môn Xuân Đá Đi Cá Pa Ro Chá này đó, tự thân mình nhận biết được một cái việc mà rất là đặc biệt, một cái việc xảy đến đó, nó không thể là bình thường. Có nghĩa là có những cái sự đặc biệt trong cái sự gần được Đức Phật. Và Đức Phật Ngài đã nói cho Bà La Môn biết rằng khi chuẩn bị những cái tế lễ đó, mình gọi là làm cái lễ cúng tế đó, và những cái vật cúng tế đó, mình đừng nghĩ rằng cái vật cúng tế đó làm cho mình thanh tịnh. Cái vật cúng tế chúng ta thấy cũng giống như là ở trong lời dạy Phật vậy đó. Mình đem cái vật bố thí đó, cái vật bố thí đó nó khác với cái vật tế lễ. Bố thí là mình từ bỏ lòng tham, nhưng mà khi mình tế lễ đó, mình nghĩ là mình cúng tế cho vị thần linh nào đó, có thể là ban phước tha tội, giáng tha những cái lỗi lầm cho mình để mình cúng tế cho những vị thần linh đó. Điều đó nó không có phù hợp, nó không đưa đến, không có làm cho cái sự cúng tế đó có thể thanh tịnh được. Bởi vì cái sự thanh tịnh hóa đó của tâm đó, là khi mình biết được những cái ác pháp, như là cái lọc bọn sẻn, cái sự keo kiết, thì những cái ác pháp đó nó sẽ là cái sự trở ngại
nó là cái sự chuốn duyên, chuốn duyên. Và những cái tư tưởng tà kiến đó, đó là những cái sự trở ngại, nó là những cái lưới đang để bắt lấy những chúng sanh, giống như là cái lưới ở dưới sông hay biển, có thể chặn những sinh vật bơi trong nước và tóm lấy những cái sinh vật đó. Thì một người có tà kiến đó thì họ thường dính vào những cái tư tưởng, những cái tư tưởng tà kiến đồng với quan niệm với mình. Những cái người mà họ có những cái tư tưởng tà kiến, hoặc là họ gặp những nhân vật đó, những cái tà kiến ngủ ngầm đó, nó nổi dậy và nó hợp hóa với những chúng sanh mà có những cái suy nghĩ tà kiến, có những cái đường lối tu tập theo tà kiến. Thì chúng ta thấy rằng xưa nay đó, rất là nhiều những cái tín ngưỡng, rất là nhiều cách tu tập. Nhưng mà những cái cách tu tập đó, thì chúng ta thấy rằng đa số có những người mà họ nói họ ngồi thiền, nhưng mà rồi họ nghe nhạc tần sóng cao, hay là họ nghe nhạc về âm điệu cực lớn, và họ lắc lư cái thân họ. Tuy là họ nói họ ngồi thiền như vậy, họ để cái tâm của họ suy nghĩ viễn vông về những cái cảnh giới, họ tưởng tượng ra những cái cảnh giới, họ giao tiếp với thần linh, giao tiếp với những bậc vô hình cái nào. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật thì những cái việc việc tế lễ hay việc cầu xin tế lễ đó, nó không phải là những cái hình thức để bậc trí làm cho cái tâm của mình nó thanh tịnh. Nó không thể nào làm cho cái tâm mình thanh tịnh được. Vì những cái điều đó là những cái điều nó đã đi chệch, nó đi chệch với cái sự giáo hóa của các bậc thánh. Cái sự giáo hóa của bậc thánh nó dạy qua cái thân hành, khẩu hành hay ý hành, dạy qua cái cách từ bỏ thân hành ác, từ bỏ khẩu hành ác, từ bỏ tâm hành ác. Như vậy thì là cái lời dạy của bậc đại giác. Nhưng cái chuyện mà người ta thờ lửa hay là người ta tin tưởng lửa đó, đó là cái truyền thống quả giáo. Chúng ta thấy thỉnh thoảng chúng ta coi những cái bộ phim, chúng ta thấy những cái người họ thờ quả giáo, họ bái Phật đó, thì họ thường có những cái cách mà bản thân họ không biết, chỉ hành theo như vậy thôi, thấy người ta làm chỉ làm theo như vậy thôi, chứ hoàn toàn không hiểu được cái làm như vậy để làm gì. Bởi chúng ta thấy rằng đối với lời dạy của Đức Phật là chúng ta phải hiểu nghĩa hiểu pháp. Hiểu nghĩa hiểu pháp đó, mình thấy được cái pháp đó là cái pháp nên hành, và cái nghĩa của cái pháp đó là cái nghĩa mà không có thể nào có một người nào có thể đảo lộn lại được. Ví dụ chúng ta thấy như là Đức Phật ngày dạy về 40 đại pháp đó, và ngài tuyên bố rằng ta không thấy Bà La Môn trời người ai có thể đảo ngược lại những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, và những cái pháp xoay quanh với chánh kiến hay là xoay quanh với chánh tư duy, và không thấy có một người nào có thể làm đảo lộn để được. Như vậy thì Đức Phật ngài muốn dạy đó, cũng như là một người mà thờ lửa đúng theo cái cách mà Đức Phật ngài dạy về nội tâm đó, là tâm người đó luôn định, luôn định tĩnh, và cái tuệ luôn tỏa sáng. Cái định tĩnh và cái tỏa sáng đó có nghĩa là hiểu được pháp, hiểu được nghĩa. Và cái lời dạy của bậc thánh thiện đó, mà ngài cho biết rằng những cái việc mà người ta tin tưởng từ bỏ cái bậc này hay là từ bỏ cái bậc kia đó, thì Đức Phật nói rằng cái sự đó chưa phải. Những người từ bỏ sân độc đó, hay là từ bỏ hương vị đó, từ bỏ tà ngữ đó, đó là những cái điều phải từ bỏ. Bởi chúng ta thấy rằng một cái vị mà muốn tu tập được chánh bát chánh đạo đó, phải từ bỏ bát tà thảo. Thì ở trong cái sự mà hư ngụy hay là
ngoan cố hay là xảo trá hay là hư đốn, những cái pháp ác pháp đó, những cái nội tâm đó, tẩn đục đó phải hiểu biết được. Như vậy thì Đức Phật ngài nói rằng những cái tà ngữ là những cái lời nói mà không phải là lời nói để thu thúc từ bỏ tham sân si thiểu dục trí túc và độc cư thanh tịnh biết đủ, hay là dễ nuôi những cái pháp mà Đức Phật nghe nói về những cái tiêu chuẩn đó của lời dạy bậc thánh đó, thì những cái chánh ngữ là nói đúng, nói rõ, nói hiểu, nói để cho tu tập. Bởi vì chúng ta thấy rằng những cái ngôn ngữ đó để diễn đạt cái pháp và diễn đạt cái nghĩa của cái pháp đó. Như vậy thì Đức Phật nói rằng cái lưỡi là cái khai lễ, bởi vì cái lưỡi là cái khẩu nghiệp, hay là cái lưỡi là cái chỗ để mình trao đổi qua cái lời nói, và cái lời nói đó thì chúng ta hiểu đó là cái khẩu khẩu biểu tri hay là cái khẩu nghiệp. Nó là sắc khẩu biểu tri, thân biểu tri và khẩu biểu tri, là cái sắc của tâm, sắc nghiệp của tâm. Như vậy thì một cái người mà khi mà họ họ có cái lưỡi mà đúng là cái khai lễ, tâm chính là trang thờ, thuần hóa là ánh sáng, có nghĩa là thuần hóa ở trong cái sự tu tập mà làm cho tâm ngay thẳng, làm cho tâm tịnh chỉ. Bởi vì chúng ta thấy tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, tịnh thân, tịnh tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, là những cái pháp hay là những cái tâm sở thuộc về hành quẩn mà nó có thể làm cho cái nội tâm được thuần tịnh, được chân chánh, được trong sáng, được nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Như vậy thì Đức Phật ngài cũng thường dạy một cái người mà hành trì đó, cái sự hành trì đó làm cho cái tâm nhu nhuyễn, tâm dễ sử dụng, đó là những cái sở hữu mà nó làm cho cái tâm tịnh hóa, thân tâm tịnh hóa, có nghĩa là thân tâm nó được hoàn toàn nhu nhuyễn, thanh tịnh, trong sạch. Như vậy thì Đức Phật ngài nói rằng chánh pháp là cái hồ rộng. Bởi vì chánh pháp ở đây chúng ta hiểu rằng tất cả những cái pháp thiện, chư tác mạt ác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Như vậy chúng ta hiểu rằng cái hồ, cái chánh pháp là cái hồ rộng. Nên thường thường quý vị thấy ví như là cái đại dương vậy đó. Đại dương ở dưới đó có nhiều châu báu, có nhiều loài thủy tộc. Thì chánh pháp của Đức Phật nó cũng có như vậy. Nên khi mà chúng ta thấy có nhiều vị thành tựu được lục thông, nhiều vị thành tựu được tam minh, nhiều vị thành tựu được thiên nhãn minh, nhiều vị thành tựu được ý hóa minh, thì tha tâm minh, túc mạng minh, thành tựu được những cái thánh pháp của bậc thánh. Như vậy thì cái chánh pháp Đức Phật chính là cái hồ rộng. Và thường thường người trong kinh Vi Tiên có vấn đáp, mà vấn đáp có nói đó, mình nhập niết bàn, nhiều người nhập bảy niết bàn nó bị đầy không, thì có thể thí dụ giống như biển cả vậy đó. Biển cả thì dung chứa nhiều loài, có nghĩa là thêm một vài ngàn tỷ con cá nó cũng không vì vậy mà đại dương nó bị đầy, không phải đâu quý vị. Cũng như vậy, niết bàn là một cái cảnh giới thanh tịnh và tâm và thể nhập vào niết bàn. Như vậy thì Đức Phật nói rằng giới hạnh là cái bến nước. Cái bến nước là cái chỗ mà mình lên xuống để mình tắm. Chính cái giới hạnh là cái bến nước. Như vậy thì cái bến nước đó là cái chỗ để mình tắm. Và với giới đó làm cho những cái bụi dơ bẩn đó, đời sống tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng đó, những cái giới để khai trừ những cái ác pháp. Nên đó, cái giới là cái bến tắm, bến tắm. Giới hạnh là cái bến nước. Bậc chân nhân tu tắm có nghĩa là bậc chân nhân ở đó, nghĩa là trì giới, thành tựu được cái viên mãn giới,
viên mãn định hay viên mãn tuệ. Thì khi mà nói như lao khô đáo ị nạn đó, thì chúng ta hiểu rằng một cái người mà khi mà họ từ bỏ những cái phiền não, những cái phiền não, những cái lậu hoặc ngâm tẩm, những cái ác pháp đó nó được tẩy rửa, mà khi mà đã loại bỏ rồi và bị đó lao khô cái thân mình đó, là đáo bị ngạn. Đáo bị ngạn có nghĩa là qua được cái bờ giác ngộ, qua được cái bờ bên kia khỏi cái sự hồi sanh tử. Như vậy đó thì Đức Phật này đã nói cho Bà La Môn Sundarika biết rằng chánh pháp là chân lý. Bởi vậy cái chánh pháp Đức Phật tuyên thuyết đó là một bậc đại giác, thì chư bậc đại giác khi mà xuất hiện ở đời đó, ngài tuyên thuyết những cái pháp, các pháp đó đó để những cái chúng sanh có duyên, và những chúng sanh có duyên nó thực hành đạt được cái quả vị A La Hán. Cái chánh pháp đó của chư Phật tế độ rồi một cái thời gian không còn người hành trì, không còn người hành trì, không còn người chứng đắc, chánh pháp đó đi vào cái vị bản, có nghĩa là không có ai còn khả năng để khơi sáng. Vì thường thường chúng ta biết rằng Đức Phật là bậc đại giác, ngài đã khai sáng con đường, thì các bậc thánh là đi trên con đường khai sáng đó. Nhưng mà khi mà các bậc thánh mai một và các cái vị đạt được mai một không còn nữa, thì các cái vị thọ trì mai một nữa đó, thì chúng sanh đó rơi vào tâm tối. Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Phật ngày thường tuyên bố đó, ngày nào còn người hành bát chánh đạo, người ngày đó còn các bậc lậu tận. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái sự hành trì bát chánh đạo đó là bằng cái nội tâm sáng định tĩnh và cái trí tuệ sáng suốt, đó là định niệm và tuệ, để thấy được đó, đây là chánh kiến đối với sanh y, hay chánh kiến đối đến đạo chi, chánh tư duy cũng vậy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định cũng vậy. Đây là đạo chi, đó là bát chánh đạo hợp trong chi đạo. Còn khi mà thực hành bát chánh đạo đó với cái thiện tâm đó, để tích lũy cái cơ hội để trở thành đồng sanh trong cái tâm bát chi đạo, đồng sanh trong cái tâm đạo để trở thành vị thánh tu được quần tư đà hàm, a la hàm hay là a la hán đạo quả. Như vậy á, thì Đức Phật này dạy cái chánh pháp là cái chân lý, tự chế là phạm hạnh. Bởi chúng ta thấy tự chế là gì? Chúng ta chế ngự được cái tâm tham, hay là chúng ta thấy trong kinh Bát Cú có nói là chế lành thai chế phục nhãn căn, lành thai chế phục nhĩ căn, lành thai chế phục tỷ căn, lành thai chế phục thiệt căn, chế phục thân căn, lành thai chế phục ý căn, tức thì giải thoát những phần khổ đau đó. Bởi thường thường chúng ta thấy có mắt á, thì chúng ta có những cái tâm tham sanh trong mắt, tâm sân sanh trong mắt, tâm si sanh trong mắt. Bởi trong tham, trong mắt là gì? Chúng ta thấy những cái gì đó vừa lòng, những cái cảm giác vui mừng, những cái cảm giác thụ hưởng, thì chúng ta có những cái bất thiện tâm, đó là những cái tâm tham để thụ hưởng những cái dục lạc. Tham đó được Đức Phật gọi là lửa từ con mắt, lửa tham từ con mắt. Rồi chúng ta gặp những gì trái ý nghịch lòng, khi mà chúng ta muốn mà không được. Bởi ở đời chúng ta muốn mình giàu sang, muốn mình đẹp trai, đẹp gái, muốn mình có điều kiện thuận lợi, có địa vị, công danh, quyền lực, có được sức khỏe, sắc đẹp như thế nào. Nhưng mà rồi ở đời nghiệp để chi phối, chứ không phải là chúng ta muốn mà được. Như vậy và chúng ta không hiểu được cái nghiệp chi phối đó, chúng ta bực bội với các pháp, bực bội với mọi loài mọi người, không vừa ý, không có đáp ứng mình muốn như vậy, mà những cái nhu cầu đó không có đối với mình, thành mình sân hận và si mê, vì không biết lòng tham là khổ, lòng sân là khổ, chính là cái sự si mê. Như vậy trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm đó, Đức Phật nói rằng nếu một người mà tự chế được như vậy đó, thì người đó làm sáng được cái phạm hạnh. Bởi vì quý vị thấy một cái vị tỳ khưu có lục căn thu thúc thanh tịnh, rồi có giới thanh tịnh, có nuôi mạng thanh tịnh, rồi có quán tưởng thanh tịnh. Nếu mà thực hành được
bốn cái thanh tịnh đạo này đó, bốn cái điều đó để trở thành một vị tỳ khưu có thanh thanh tịnh đó, chính là bốn cái thanh tịnh này. Phải có giới thanh tịnh, rồi quán tưởng thanh tịnh, rồi nuôi mạng thanh tịnh, rồi lục căn thu thúc thanh tịnh. Như vậy con đường đó là cái con đường trung đạo. Con đường trung đạo là cái con đường mà mình tu tập đó, không có thiên lệch qua tà kiến hay là ngã mạn, hay là không có bị xu hướng theo khen chê, được mất danh lợi hay là khổ vui, mà cái con đường đó là con đường bát chánh. Con đường đó là cái con đường mà chánh kiến, chánh tư duy, thuộc về tuệ phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thuộc về giới phần, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, thuộc về định phần. Cái con đường đó là giống như là một cái chiếc bè 8 cục cây mà có 3 sợi dây cột 8 cục cây đó lại, và chúng ta gọi là giới định tuệ để được giải thoát tri kiến. Như vậy thì con đường mà Đức Phật nhà đấy là con đường của bậc thánh đó. Như vậy thì Đức Phật gọi đó là hải lễ bậc chánh trực, ta gọi tùy pháp hành. Có nghĩa là cái bậc mà ở đời, những cái bậc thánh, ngày nào mà chúng ta có cái trí tuệ để biết được đó là cái bậc ngu ni, thì chúng ta còn đến gần gũi, còn hành trì, còn tu tập. Và ngày nào đó mà các bậc đại giác không còn, các bậc thánh không còn, và không còn người làm sáng tỏ cái con đường mà bậc đại giác đã khám phá, không còn người duy trì, không còn người thuyết giảng. Như vậy thì chúng ta biết rằng á, những cái vị mà đã làm sáng tỏ cái con đường bậc đại giác, chúng ta gọi là tăng bảo. Tăng bảo là những vị mà đã đắc đạo cùng quả tu đà quần, đã đắc đạo cùng quả ư đà hàm, a na hàm, a la hán đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, những cái bậc thánh đó, những cái bậc chánh trực, những cái bậc chánh hạnh, những cái bậc như lý hạnh, chân chánh hạnh, và những người mà có những cái pháp mà tùy theo, hay là quan hỷ theo, hay là hướng theo, hay là hành trì theo đó, thì đều mang lại cái sự an lạc, đều mang lại sự an lạc, đều mang đến cái con đường, đi trên con đường, và đều có thể đạt được cái con đường giác ngộ đó với cái sự hành trì. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhé, đối với Đức Phật thì ngài thuyết pháp cho Bà La Môn Sundarika Paroja này đó, cũng là một cái gia tộc Paroja đó. Và chúng ta thấy rằng cái tổng này đó thì rất là nhiều những cái Bà La Môn Paroja được Đức Phật ngài thuyết giảng. Thật sự thì chúng ta thấy rằng những cái vị này thật là những cái vị hữu duyên. Và vị này khi mà hiểu được cái pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng với cái sự mong mỏi trong nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp đã hành trì, bây giờ mà gặp được Đức Phật thuyết giảng, mình tỏ lộ được rồi, thì muốn làm cái sáng tỏ, muốn hành trì và đạt được. Nên Bà La Môn Sundarika Paroja này đã nói lên những cái điều mà như là những cái gì bị ngã được dựng lên, những cái gì bị che kín thì được phơi bày, những chỗ tối thì được đèn sáng đem vào. Đó là ý nghĩa của một cái người khi mà họ đã thấy sự thật bằng cái tuệ văn, bằng cái tuệ mà đã hiểu biết và bây giờ muốn thực hành. Nên Bà La Môn Paroja mới xin với Đức Phật là xin được xuất gia là vị tỳ khưu. Và một thời gian, có nghĩa là một thời gian sống không lâu trong cái đời sống phạm hạnh này, thì vị này đã chứng ngộ được chánh kiến, là muốn nói đến chứng ngộ đạo quả A-la-hán, một cái đạo lộ trong cái hành trình cuối cùng của cái sự luân hồi, thành tựu được cái đạo giác ngộ giải thoát, và cái bát chánh đạo là cái thuyền bè để qua bên biển ngạn bên kia, vì người đã làm cho sáng tỏ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học này đó, từ cái duyên lành của vị Bà La Môn
Sundarika này là một người tế lễ và thường đem cái vật tế lễ đó đến để cúng tế cho những vị Bà La Môn theo cái truyền thống Bà La của Sundarika. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài biết cái sự hiểu sai chấp lầm, và cái sự hiểu sai chấp lầm đó không thể nào làm cho tỏ lộ được. Và Ngài thuyết lên cái cách hành trì, và Ngài nói lên cái cách tế lễ, và Ngài nói lên một người thật sự có cái cách đó đúng theo cái truyền thống của Bậc Thánh. Lời dạy đó đã làm cho Sundarika và Rô Rê Chá thức tỉnh và suy tư và nhận biết được cái giá trị cao quý của chánh pháp, và đã từ bỏ cái đời sống trong giai cấp mình để sống với cái giai cấp mà là một vị tu sĩ ở trong giáo hội và hành trì theo lời dạy của Đức Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó thì con nghĩ rằng còn rất là nhiều những cái ý nghĩa sâu sắc cần được sự chia sẻ của quý ngài để đào tràng trong lớp học này có cái sự lợi ích nhiều hơn. Nên con xin trình bày với mấy nhiêu lời trình bày, và con xin chấm dứt cái buổi thuyết giảng hôm nay. Phước nào phát sanh được thì con xin kính dâng lên quý ngài, chia đến quý vị, xin hồi hướng với chư thiên. Bây giờ thì con xin cung kính ngài Hòa Thượng Nhật Đẳng trở lại để điều hợp cái phần thảo luận đến tất cả quý vị. Sa thú. Kính dâng thì tòa pháp đăng. Nam mô Bích Thầy giá. Kính đại lễ Hòa Thượng Tiểu Sư, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vì sao pháp thoại của Thầy Tổ Hóc Trăng là phần thảo luận? Hy vọng rằng Hòa Thượng Tiểu Sư đang ở trước máy, và nếu ngài nghe được, xin thỉnh Hòa Thượng Tiểu Sư qua kỳ trả lời cho câu thảo luận. Một lần nữa xin hỏi Hòa Thượng Tiểu Sư có nghe được không? Bên Hòa Thượng Tiểu Sư, người Việt Nam của chúng ta đó, có cái câu thành ngữ là có thờ thì có thiên, có kiên có lạnh. Nói cách khác, người ta nghĩ rằng có những ngẫu tượng hay là một cái gì đó, mặc dù không có xuất xứ rõ ràng, cũng không có cái gì gọi là đáng tin tưởng, nhưng mà vì lý do văn hóa là truyền thống người ta thờ, thì ta tin rằng có thờ có thiên, thờ lâu ngày cũng lên thiên. Chúng ta thấy rằng người Bà La Môn giáo thì họ thờ rất nhiều thứ, ví dụ thờ lửa chẳng hạn, mà không phải là thờ bình thường, họ thờ rất là chí thành, chí kính, không phải chỉ kính trọng mà còn cúng dường nữa. Thì cái câu mà có thờ có thiên, nó trên cái góc nhìn của Phật pháp á, thì có hẳn là như vậy không, hay là có những thứ mà chúng ta thờ 100 năm nó cũng vô nghĩa thôi? Kính thỉnh Hòa Thượng khoan hỷ chia sẻ với đại chúng về suy tư của Hòa Thượng về điểm này. Kính thỉnh Hòa Thượng. Anh là một thầy chứ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ thân chúng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Khi mà người ta thờ cái gì đó, với cái tâm trí thành, nó bằng cái niềm tin, một cái niềm tin đó, nó lâu ngày nó cũng trở thành một cái sức mạnh, sức mạnh của lòng tin. Thì chúng tôi nghĩ rằng là người trường
những cái sự tín ngưỡng mà nó có cái tính cách làm tổn thương đến người khác, chúng sinh khác, thì cái đó là nó không có. Nó không có tốt, nó không có thiền. Còn nếu như họ bằng cái lòng tin, dù cho họ nghĩ đến một vị chư thiên hay là một vị thọ thần, nhưng mà bằng cái lòng tin đó thì nó không có phương hại ai hết, bằng cái sự bằng cái tâm linh tín ngưỡng thôi, thì ngay trong lúc mà họ tín ngưỡng đó, họ thờ đó, thì trong thời gian này chính do cái sức mạnh của cái niềm tin đó cũng có thể ngăn họ. Ngay khi đó họ không có sát sanh, vâng vâng. Thì như vậy cái điều này nó cũng có liên hệ một chút ít thiện pháp, cho nên khi mà có thờ có thiên thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà họ một nhân vật, một nhân vật nào đó, họ lấy cái đó làm cái điểm tựa tinh thần, và nhờ vậy mà họ tạm thời dừng lại những cái ác pháp, thì như vậy nó thiên là nó thiên ở chỗ này. Còn nếu như một người mà họ thờ nhưng mà theo cái ác tà kiến, và có những cái ác tà kiến đó, nó có thể đi đến cái sự sát sanh, giết hại sinh vật khác, thì như vậy cái này nó sẽ làm cho tổn hại. Cho nên theo trong góc nhìn của đạo Phật, thì cái điều đó, cái điều mà nói rằng có thờ, có thiên, có kia, có lành, thì nó chỉ có một phần nào đó xác thực. Thí dụ như thờ mà thờ chính đáng, thờ Phật hay là thờ chư thiên, còn kiên mà họ kiên họ theo cái cách mà họ giữ giới, thì như vậy cái này đương nhiên là nó đem đến cái điều lành, cái đó là tốt rồi. Cái từ cho nên khi mà góc nhìn của đạo Phật á, thì cái mà có thờ, có thiên, có kiên, có lành á, mà chúng ta chuyển hướng đến một cái việc thờ chánh kiến và kiên, tức là giữ giới, những thiện giới, thì như vậy cái đó là nó tốt, nó lành. Nhưng mà không phải luôn luôn là đạo Phật khuyến khích là hãy thờ để có thiên, có kiên, có lành. Tại sao? Bởi vì có những điều đó người ta thờ một cách vô lý, thì nó không phải
là trợ duyên cho cái tâm thiện phát sanh, thì cái đó là nó không có thiên được. Còn có những cái họ kiêng vô lý thì cái đó nó không có đem đến cái sự lành được. Thí dụ như người ta kiêng cái chổi mà dựng ở phía trước nhà, chổi quét mà dựng trước cửa nhà, hay là cái giá cái mà dựng phía trước cửa nhà thì họ kiêng, hoặc là dân gian hồi xưa người ta kiêng cái là thí dụ như khi chập tối người ta kiêng không có đóng lợp cột, không có đóng đinh, vì họ cho rằng cái đó là cũng như là một cái điềm gỡ, một cái sự trù quẻo. Chỉ có khi mà nhà nào mà có người chết, lúc mà tấn liệm giờ tối đó, thì họ mới đóng nắp quan tài, thì cái âm thanh đó đó, cái tiếng đóng đó đó là chỉ để trong cái trường hợp là khâm liệm người chết mà thôi, cho nên họ kiêng. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái điều này nó cũng tốt, mặc dù nó không phải là cái điều lành, nhưng mà cũng tốt là tại vì khi mà làm như vậy để khuyến khích con cháu người trong gia đình không có làm việc phi thời, bởi vì chiều tối là cái giờ mà phải yên lặng để nghỉ ngơi tắm rửa xong mà còn làm việc đóng đóng búa con vật, làm tạo nên cái tiếng động mà nó đi trái cái thời gian, thì như vậy nó sẽ làm cho thiên hạ họ quở quan. Do đó cho nên kiêng cái này cũng tốt quý vị. Nói chung á, tức là đạo Phật theo chúng tôi biết á, là không phải cái chuyện gì cũng bác bỏ, mà xài phân tích. Khi mà chúng ta sử dụng cái điều đó, giải thích cái điều đó thì chúng ta phải phân tích. Ở trong kinh điển Đức Phật Ngài cũng vẫn thường hay thuyết pháp, Ngài trình bày cái ý nghĩa này. Tức là khi có người ngoại đạo mà họ đến hỏi Đức Phật cái khía cạnh đó, thì Đức Phật Ngài cũng không phải là Ngài bác bỏ hoàn toàn, nhưng mà Ngài nói rằng cái việc đó, đó nếu nói theo pháp luật bậc thánh thì nó có khác hơn cái đời thường ở bên ngoài. Thì theo pháp luật Phật thánh cái điều đó thực hiện như vậy thì nó sẽ có lợi ích như thế này luôn. Phật có một vị Bà La Môn mình trẻ tuổi rất giỏi ở Tam Tỳ Đà, ông ta đi đến viếng thăm Đức Phật, mà ông ta là thầy dạy cho 500 đồ đệ, thì ông ta cũng rất muốn đến thăm Đức Phật. Nhưng mà khi ông ta đã dẫn 500 đồ đệ đi đến Đức Phật rồi thì ông ta tỏ vẻ hơi hoang mang, nghĩ rằng nếu mà Sa môn Gotama hỏi ông ta những điều mà ta không biết, trả lời không thông, thì như vậy ta sẽ bị mất mặt với hội chúng Bà La Môn trẻ với học trò. Giúp Phật Ngài đọc được cái tư tưởng
hoang mang của chúng ta gì, lo sợ gì. Thì Đức Thế Tôn này dựa vào cái trình độ của Bà La Môn đó, cái hiểu biết của Bà La Môn đó mà Ngài hỏi. Ngài hỏi thẳng vào trong kinh điển Bà La Môn giáo. Thì lúc bây giờ cái vị Bà La Môn này mới thở ra một cách thoải mái, nghĩ rằng Sa Môn Gotama đã hỏi những vấn đề mà thuộc về lĩnh vực hiểu biết của ta, tức là trong tâm tâm vị đà. Nhưng Ngài hỏi rằng này Bà La Môn, theo kinh Vệ Đà thì một người có những cái tiêu chuẩn nào mới gọi là một vị Bà La Môn chân chính? Thì chúng ta nói rằng là một người ở giai cấp Bà La Môn bảy đời, mũ hệ Bà La Môn không có pha trộn. Thứ hai là một người Bà La Môn chân chính phải là những người có cái thân tướng đẹp trai, dễ nhìn, có cái phong cách vân vân. Người thứ ba là một vị Bà La Môn mà phải là người mà thông hiểu về kinh điển Vệ Đà, biết rành về các cái nghi thức tế lễ ở trong đạo Bà La Môn. Như vậy mới gọi là một vị Bà La Môn chân chính. Rồi một vị Bà La Môn phải là người có cái giới hạnh, cái giới hạnh theo kiểu Bà La Môn đó. Rồi một người phải có cái trí tuệ, cái trí tuệ đây họ cũng mới theo kiểu Bà La Môn. Nói năm điều đó rồi Đức Phật Ngài mới nói rằng như vậy thì nếu giả sử một người không đủ năm tiêu chuẩn mà chỉ được đủ bốn thôi thì có thể bỏ bớt cái gì được? Thì Bà La Môn kêu nói rằng nếu một cái vấn đề đẹp trai, thân tướng dễ nhìn dễ xem, cái đó có thì tốt, không có thì cũng được, không sao, cũng còn là bốn điều kia cũng còn là vì Bà La Môn chân chính. Đức Phật hỏi nếu như người này họ chỉ có ba điều chỉ thành tựu được ba điều mà như vậy thì họ có thể được gọi là một vị Bà La Môn chân chính không khi mà bỏ bớt hai điều kia? Thì vị Bà La Môn này mới trả lời rằng là có thể bớt đi cái là nghĩ đời tổ phụ, là dòng dõi Bà La Môn không có pha trộn. Cái điều này cũng có thể bỏ bớt đi bởi vì khó tìm được một người bảy đời Bà La Môn không có pha trộn các cái giai cấp khác, khó lắm. Do nên cho nên cái điều kiện đó đó là có thể có cũng được mà có thể không cũng được. Rồi Đức Phật Ngài hỏi thêm nữa là nếu như bây giờ giả sử phải bỏ, phải thiếu mất một cái điều kiện nữa để trở thành Bà La Môn thì như thế nào? Thì chúng ta nói rằng có thể được, tức là một người không có thông hiểu, không có am tường về các cái nghi lễ cúng tế của Bà La Môn, nhất đi cái điều kiện đó cũng được, còn hai điều là giới hạnh và trí tuệ thôi.
Đức Phật ngài mới hỏi rằng trong hai điều còn lại đó có thể bỏ bớt để trở thành một vị Bà La Môn chân chính không? Thì chúng ta nói rằng không thể được. Tới đây thì hai điều này dứt khoát phải có. Rồi chúng ta mới giải thích. Đức Phật nói trong giáo pháp Như Lai cũng vậy, có hai điều mà trở thành một vị Sa Môn chân chính, đó là giới hạnh và trí tuệ. Nhưng mà giới hạnh ở đây trong pháp luật này không phải là giới hạnh giống như Bà La Môn. Rồi ngài mới giải thích theo cái bài kinh Sa Môn Quả về giới hạnh của vị xuất gia, vị tỳ kheo. Rồi sau đó ngài giải thích về trí tuệ theo tâm học. Cái trí tuệ đó là cái trí tuệ đưa đến sự giải thoát. Thì như vậy Đức Phật ngài cũng rất là uyển chuyển. Cho nên khi mà chúng ta học được cái cách của Đức Phật thì chúng ta nên biết, khi người ta nói cái câu có thờ, có thiên, có kiên, có lành, nếu người ta hỏi rằng là cái đó nó có xác thực không thì chúng ta khoan phủ nhận. Chúng tôi rất e ngại là có những vị sư thiếu kinh nghiệm ở trong cái vấn đề hoằng pháp, hay là thiếu kiến thức Phật học, khi mình nghe cái hơi hám gì ở bên ngoài mà thuộc của bàn môn ngoại đạo hay của dân gian mà họ nói là phủ nhận liền, là bác bỏ liền. Cái này chúng ta không nên bác bỏ. Chúng tôi phải giải thích cho họ nghe thờ cái gì là thiên, mà kia cái gì là lành. Phải giải thích cái đó. Khi mà giải thích cái đó thì chúng ta thấy ở trong Phật học, nếu mà đem ra trình bày đó thì rõ ràng thờ vậy là thiên phải rồi. Bởi vì cái niềm tin chân chính. Rồi kiên mới có lành. Hỏi bây giờ một người Viramani, Panatipata Viramani, Sikkhapadang Samadhiyami Viramani là kiên đó thưa quý vị. Những Viramani kiên, kiên cái sự sát sanh, kiên trầm, kiên tạm giam khi nó dốt những cái rượu, kiên cái đó thì nó lành chứ sao. Chúng mình đâu có phủ nhận được. Cho nên ai nói cái câu này là sai ở trong Phật giáo không có, thì chúng tôi sẽ hỏi họ về thờ người Phật tử thờ Phật ở trong nhà có thiên không. Trả lời sau đây: hỏi người Phật tử kiên thân ác, kiên làm khổ ác, kiên nói là khổ ác, kiên ý suy nghĩ ác, hỏi về kiên như vậy có lành không? Lúc đó khi mà người mà có trí chút xíu, họ hỏi chúng ta, họ bẻ ngược chúng ta như vậy là chúng ta ú ớ liền. Cho nên ở đây chúng tôi đề nghị là cái câu này đó, nếu mà chúng ta trả lời trực tiếp, chúng ta nói cái câu đó là cái câu xác thực từ trong cái góc nhìn Phật học, thì cái này trả lời cũng không đúng. Mà chúng ta nói là hoàn toàn sai, không có xác thực cũng không đúng. Mình phải phân tích ra. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi vì của Hòa Thượng Nhất Đẳng. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, kính thưa Hòa Thượng Tự Sư. Kính thưa Hòa Thượng Tự Sư, chúng ta thấy rằng là trong tất cả truyền thống Phật giáo đó, đặc biệt là Phật giáo Mật Tông và Phật giáo Đại Thừa đó, thì xem cái chuyện mà lễ lại bái sám mỗi ngày đó là một phần rất là quan trọng của đời sống tu tập. Câu hỏi của Thượng Tự Sư là dựa trên kinh điển Pali đó, thì trong đời sống tu tập, nhất là một người hành thiền hay vị tu sĩ đó, thì cái chuyện mà thể hiện niềm tin qua lễ lại bái sám nó có cần thiết lắm không? Xin kính thỉnh mời thì Quang Hỷ trở lại.
Lưu Bồ Bất Thầy nha. Ồ. Và Thượng Giác Đẳng còn đang nói. Trong cái câu thảo luận số 2, hình như là Hòa Thượng Giác Đẳng thiếu một cái vế. Vế câu mở. Trong các tông phái Phật giáo, đặc biệt là Đại Thừa và Mật Tông, là điều tối cần trong sinh hoạt của người tu tập. Cái gì là điều tối cần? Nếu chúng ta mới nói đến điều này, được quan niệm thế nào y cứ trên Tam Tạng Pali? Chắc có lẽ là cái sự lễ đại bái sám. Dạ đúng rồi. Xin lỗi Hòa Thượng. Bởi vì chúng tôi có cái thói quen, có cái bệnh nghề nghiệp, cho nên khi đọc một câu mà chúng tôi thấy nó có cái gì đó mà nó thiếu thiếu thì chúng tôi hơi khó chịu gì. Thật ra phải lên tiếng nói vậy, chứ không thể mà nói nhắm mắt mà giải. Hòa Thượng Giác Đẳng, cái Bạch Chư Tăng, thưa quý vị, cái từ mà lễ lại bái sám đó, cái từ đó chúng ta nếu mà phân tích ra thì chúng ta có thể tạm xài được, còn nếu nhất là cái chữ bái sám, bây giờ chúng ta nói một cách khác như thế này, là tụng niệm. Cái vấn đề mà tụng niệm quan điểm như thế nào y cứ trên Tam Tạng Pali? Ở đây thưa quý vị, dù khi Đức Thế Tôn Ngài sắp viên tịnh Niết Bàn, Tôn giả Ananda đã hỏi Đức Phật, sau khi Đức Thế Tôn viên tịnh, chúng con các vị tỳ kheo sẽ phải thực hiện cái nghi thức như thế nào đối với xá lợi báo thân của Đức Thế Tôn? Thì Đức Phật lại khuyên rằng cái việc đó đó hãy để cho các cư sĩ, người ta thờ, người ta lễ lại, còn cái phận sự của các ngươi, của những vị tỳ kheo thì phải thực hành theo lời dạy của Như Lai, thực hành giáo pháp. Cái đó là vừa để duy trì mạng mạch của chánh pháp, vừa vừa làm lợi ích thiết thực cho các vị xuất gia, chứ không nên mất nhiều thời gian để mà hành lễ mà bái lại cái thác xá lợi hoài hoài gì được. Những chỗ trong
Từ bộ kinh và kinh Đà Bát Niết Bàn thì Đức Phật có dạy vậy. Nhưng mà cũng có những chỗ khác là Đức Phật lại dạy rằng những ai có cái niềm tin mà bái viếng bốn thánh tích nơi đản sanh thành đạo chuyển pháp luân niết bàn của Như Lai thì người ấy sẽ thành tựu được nhiều phước báo sau khi mệnh chung có thể sanh về cõi trời. Cho nên cái sự lễ lại nó cũng có cái lợi ích rất thú vị. Bây giờ chúng ta đi vào cái con đường trung đạo thì chúng ta không nên xem cái vấn đề lễ lại bái sám đó là một điều tốt cần trong sinh hoạt của người tu tập, nhưng không phải là không có. Nếu như chúng ta chưa phải là một bậc thánh, nhất là cái việc không chưa phải là cái bậc đoạn lậu, bậc lâu tận, việc tên lần nữa làm cái này là đặt xuống, mà chúng ta còn là phàm phu, thì như vậy để tăng trưởng cái niềm tin là hàng ngày chúng ta phải lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, niệm tưởng ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, lễ lại hàng ngày như vậy để giúp cho chúng ta luôn luôn gắn bó nhớ về Đức Phật, nhớ về giáo Pháp, nhớ về Tăng chúng. Cái điều đó lợi ích thưa quý vị. Những vị sư lâu ngày mình không có lên chánh điện, hoặc là không đến cổ cây bồ đề, không ra tháp xá lợi Đức Phật, thấy đường nhìn chứ còn không có đảnh lễ, thì như vậy xem như là cái vị đó cái đức tin còn thua người cư sĩ nữa, còn thua người cư sĩ nữa. Cho nên ở đây vấn đề mà lễ lại đó, mặc dù không phải là cái phương cách rốt ráo tu tập, nhưng mà cái điều đó không phải là không tốt đẹp, rất tốt đẹp. Cho nên chúng ta phải thực hiện, phải đem vào trong cái đời sống tu tập của chúng ta, ngay cả khi trước giờ hành thiền đó, bị hành giả là vị tỳ kheo cũng nhớ tưởng ở Đức Phật Pháp Tăng, mỗi buổi sáng niệm tưởng Đức Phật Pháp Tăng và an trú cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mong cho chúng sanh được sẽ vui, mong chúng sanh thoát khổ đau, mong chúng sanh được thành tựu thạnh lợi, mong chúng sanh hỷ xả, không có câu nệ, không có cố chấp, không có. Sau khi mà làm cái công việc đó rồi á, thì bắt đầu mới là tập trung chánh niệm trên cái đề mục niệm hơi thở, hoặc là niệm cảm thọ, hoặc là chánh niệm tu sinh tu tập, thì phải có. Giống như là khi mà chúng ta uống thuốc tể, thuốc bắc đó, thì uống thuốc tể này, thì người ta phải có cái chất dẫn thuốc, người ta gọi chất dẫn thuốc. Khi là nước ấm hoặc là nước trà hay là rượu, pha với rượu mà uống, hay là uống thuốc tể đó phải uống với nước trà để cho nó dẫn. Khi chúng ta tu tập cũng vậy, tự nhiên nếu mà chúng ta chưa có thuần thục trong cái đề mục của mình,
Bởi vì niềm tin chúng ta quá yếu, thì lúc bây giờ chúng ta phải có một cái gì đó nó dẫn nhập cái niềm tin. Đó là cái sự lễ lại, lễ bái và tán dương trước Tam Bảo mỗi ngày. Cái này là cái chất dẫn nhập cái niềm tin của chúng ta. Cho nên cái chuyện đó cũng cần lắm thôi. Còn vấn đề bái sáng, thực ra đó thì không phải là chúng ta, cái này chúng ta hoàn toàn không cần thiết, hoàn toàn không cần. Đó là cái sự bái sáng mà hàng ngày cứ là tụng cầu nguyện van xin, cầu nguyện van xin. Cái bái sám đó không có cần thiết đối với Phật giáo, nhất là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông, cái chuyện không có. Nhưng mà cái vấn đề tụng niệm thì có. Vì sao vậy? Vì những cái giờ tụng niệm đó, tức là cái giờ ôn kinh điển, phải hiểu cái chỗ này ở trong Phật giáo thuần túy là cái giờ tụng niệm là cái giờ mà các vị tu sĩ là ôn kinh điển. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng không tụng niệm nhất kinh, trong pháp quốc kinh mai mốt chúng ta học tới chúng ta sẽ gặp câu đó, không tụng làm nhất kinh, lừa biến làm dơ nhà. Cái nhà mà mình lười biếng cầm cái chổi để thì hai ba bữa tuần lễ thì nó dơ bẩn đi, bụi bặm đóng đầy rác rưởi ở trong nhà thì nhỏ. Còn chúng ta học kinh điển đó, chúng ta học kinh điển xong rồi chúng ta bỏ qua, chúng ta không chịu thường xuyên tụng đọc nhắc nhở mỗi ngày, thì như vậy lâu ngày sẽ quên. Do đó cho nên cái giờ mà chúng ta buổi sáng mà chúng ta công phu lễ bái và tụng niệm đó, thưa quý vị, rất có lợi ích cho cái việc tu tập của chúng ta. Tất nhiên cái này không phải là cái điều trọng tâm của cái việc tu tập, nhưng thiếu không được. Chúng tôi nghĩ rằng thiếu là không được, nhất là vào cái thời kỳ mà chúng ta chưa phải là bậc thánh. Ngày xưa các vị xuất gia, Đức Phật ngài biết rõ căn cơ của các vị, ngài chỉ dạy cho cái đề mục vô rừng sống ẩn cư, sống viễn ly, rồi vị đó thực hành theo. Nhưng mà đương nhiên là các vị phải nhớ tưởng Đức Phật, phải nhớ tưởng Đức Phật, nhớ tưởng đến giáo pháp, nhớ tưởng đến tương chúng. Nhờ như vậy mà tâm vị đó trở nên dạn dĩ, rồi mới bắt đầu đi vào đề mục. Nhưng mà các vị đó không có tụng niệm. Còn ngày nay thì thưa quý vị, ở mỗi chùa chúng ta có chánh điện. Chánh điện giống như là Mahavihara, là cái tịnh thất của Đức Phật, cái hương thất của Đức Phật trong thời Đức Phật còn tại thế. Cứ mỗi nơi mà Đức Phật ngài ghé đến thì ở trong chùa Phật tử họ xây dựng, họ cái xây dựng cái hương thất gan thất khu tiết, là Đức Phật ngài cư ngụ ở đó, ở trong cái phòng đó, cái khóc liêu đó. Rồi đến phải thời thì ngài ngồi, ngài mở cửa hương thất ra, các vị tỳ kheo ngồi ở dưới bóng cây trước tịnh thất của ngài để mà ngài thuyết pháp cho nghe, hay là ngài đi đến tại cái sala, cái Uttanasala, cái chỗ mà tụ họp đó, thì ngài thuyết pháp cho các vị tỳ kheo. Thì như vậy bây giờ ở trong chùa có cái ngôi chánh điện, chúng ta thờ Phật trong ngôi chánh điện đó để làm cái gì? Là để chúng ta có nơi mỗi ngày chúng ta từ ở trong cái liên tắc riêng của mình, sau khi ngủ nghỉ học hành thiền định rồi, chúng ta bước lên trên chánh điện, chúng ta đỉnh lễ tán dương Đức Tam Bảo như khi ngài còn ở tại thế,
Rồi chúng ta ngồi lại, bắt đầu chúng ta tụng đọc từ bài kinh Mangala Sutta hay là bài kinh Thamma-cakkappavattana, kinh Chuyển Pháp Luân hay là kinh Anattalakkhanasutta, kinh Vô Ngã Tướng, vân vân. Thì chúng ta tụng như vậy, tụng niệm như vậy hoài, mỗi mỗi ngày là chúng ta nhớ pháp diệu, cho nên có lợi lắm. Thật ra các tông phái Phật giáo như Đại Thừa hay Mật Tông thì sự lễ lại bái sám là điều tối cần trong sinh hoạt người tu tập. Nhưng mà y cứ trên Tam Tạng Pali chứ thì không phải là cái điều tối cần. Điều thứ hai là cái vấn đề lễ lại là phải đúng nghĩa, là chúng ta niệm tưởng về ơn đức Tam Bảo, chúng ta đảnh lễ Tam Bảo, lễ bái Tam Bảo. Còn vấn đề bái sám thì chúng ta không cần thiết cái đó, mà chúng ta chỉ cần tụng niệm, tức là chúng ta ôm dừng kinh điển. Trong kinh Đức Phật này cũng có dạy nói về những cái giải thoát xứ hay là năm chi phần để làm cho đa văn học pháp diệu, nhớ pháp diệu, tụng đọc lào lào, rồi phải suy nghĩ sâu sắc, rồi thể hiện cái chi kiến, lấy cái pháp đó ứng dụng trong đời sống, thì như vậy mới đưa đến một vị tỳ kheo trở thành đa văn. Họ học thuộc lòng xong rồi bỏ đó, không có tụng đọc mỗi ngày, không có tụng niệm mỗi ngày thì nó quên hết. Thì đây chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2 của Thượng Giác Đẳng Quỳnh Liên Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trình quả thượng đại sư, bất quả thượng đại sư, quả thượng quả hỷ, dành thêm phút nữa đi giảng về một vấn đề này. Mà chúng ta cần phân định rõ ràng giữa cái giữa những cái hành trì về nghi thức thể hiện niềm tin của mình trong đời sống tu tập và giới cấm thủ. Bởi vì thường thường á, chúng ta thấy rằng có rất là nhiều sự hành trì về nghi thức nó lại mang cái màu sắc của giới cấm thủ. Thì chúng ta làm sao để tránh như vậy? Xin Hòa Thượng Quang Hỷ cho một vài hướng dẫn để phân rõ về điểm này. Thỉnh Hòa Thượng. Thưa quý vị, cái điều mà khi nãy giờ chúng tôi có trình bày quý vị qua cái câu hỏi số 1 và số 2, nếu mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy nó có cái lằn ranh khác biệt giữa cái nghi thức thực, nghi thức hành trì và giới cấm thủ. Nếu mà chúng ta lễ lại tán dương đức Tam Bảo mỗi ngày với cái niềm tin trong sự với cái niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, để chúng ta dẹp bỏ cái tâm quan vu nghi ngờ bậc đầu sư, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ tăng chúng, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có cái sự tinh tấn lực, vì chúng ta kính trọng đức Phật, kính trọng giáo pháp, kính trọng chư tăng. Thì như vậy cái sự lễ lại đó nó trở thành là cái nghi thức hành trì, không phải là giới cấm thủ.
Nhưng mà nếu một người nào mà lại Phật đó, mà nghĩ rằng là tượng Phật này linh thiêng, tượng Phật này thiêng lắm, cho đến đến mình phải lại thường xuyên đó, mình nguyện cái gì cũng được thành cái đó, thì cái này trở thành cái giới cấm thủ. Nó không phải là cái pháp môn hành trì. Cũng như cái việc mà chúng ta tụng niệm và phái xá, nếu mà chúng ta tụng niệm đó, ngoài cái việc mà chúng ta tụng xưng tán ân đức Tam Bảo, tán dương đức Tam Bảo xong, rồi chúng ta tụng những cái bài kinh, kinh pháp mà Đức Phật đã thuyết, như Mangala Sutta v.v. Chúng ta vừa tụng mà chúng ta vừa chiêm nghiệm 38 cái pháp an lành mà Đức Thế Tôn đã thuyết, hay là tụng cái bài kinh Giải Pháp Luân mà chúng ta chiêm nghiệm về tứ đế chẳng hạn, thì như vậy chúng ta ôn nhường kinh điển bằng cách là chúng ta tụng niệm. Nếu chúng ta tác ý như thế đó thì cái này nó là cái nghi thức thực hành, chứ nó không phải là giới cấm tụng. Còn khi mà tụng đọc mà giống như đọc thần chú, đọc mà không hiểu biết gì hết, mà phải tụng ráng tụng, tụng cho linh. Thí dụ bây giờ tụng cái bài kinh Karani, bài kinh Metta Sutta, bài kinh Karani Yamakusale. Ngày xưa là Đức Phật Ngài dạy cho các vị tỳ kheo bài kinh này là để nối lên những cái đức tính của một vị phát triển luận từ đối với tất cả chúng sanh. Khi mà các vị đi vào rừng hành thiền mà bị phi dân phá rối làm cho các vị sợ hãi, kinh cảm, bị ma nhát, vậy sợ quá cho nên tu không được, phải bỏ về. Đức Phật này dạy cho cái bài kinh này để các vị tỳ kheo trở lại khu rừng đó và bắt đầu niệm tưởng và thực hành theo những cái pháp mà an trú tâm từ, khiến cho các vị chư thiên có cái sự hoan hỷ mát mẻ, các vị đã hộ trì cho. Cho nên các vị tỳ kheo tu hành tinh tấn tiến hóa. Nhưng còn ngày nay đó, thưa quý vị, chúng tôi không có hiểu được cái ý nghĩa của cái bài kinh Karani, bài kinh Metta Sutta, và chúng tôi chỉ nghe đồn đại tương truyền rằng bài kinh này là âm siêu dương thạnh. Hãy mà tụng cái đó âm siêu dương thạnh, nghe như vậy thì cứ tụng riết thế, đó là giới cấm thủ. Và khi mà chúng ta hiểu biết được cái pháp, thí dụ như chánh đức cô chí xuất phật rô cho áp vào cái chô, hay là ô chú xuống chô xuống chô vân vân, người mà có cái tâm ngay thẳng chính trực, không ngã mạn thái quá, dễ nuôi dễ dạy vân vân, thì người đó tu tập tâm từ, phát triển tâm từ dễ. Chúng ta tụng tới đâu chúng ta nhớ, chúng ta hiểu tới chỗ đó, thì như vậy thưa quý vị, cái này nó là thực tế, là cái phương pháp hành trì mỗi ngày, thế nó là tốt thưa quý vị. Cho nên cũng tùy theo chỗ của hai người, một người lại Phật chúng ta nói là giới cấm thủ, nhưng mà một người kia lại Phật mà mình biết rõ họ lại Phật với cái tâm ý như thế nào, mình nói là họ là một người có lòng tịnh tín nơi Đức Thế Tôn chân chính. Còn cái người chưa biết gì Đức Phật hết mà nghe người ta nói là lại Phật để cho mạnh giỏi, thì người đó lại là bảo đảm với giá nào chúng tôi cũng biết chắc rằng là cái này là thuộc giới cấm thủ.
Cho nên Phật tử chúng ta phải hiểu được cái chỗ đó, chúng ta phải hiểu chỗ đó. Cho nên cái lần ra nợ chỗ đó tùy theo cái sự tác ý của mình thôi, thưa quý vị. Bởi vậy cho nên chúng tôi hy vọng rằng các Phật tử chúng ta cố gắng học pháp và trau dồi cái trí tuệ. Chúng ta chỉ chấm hướng đến cái mục tiêu duy nhất của chúng ta là giải thoát khổ sanh tử luân hồi. Thì mục đích là chúng ta đi theo cái lời dạy của Đức Phật, hành theo lời dạy của Đức Phật, quán vô thường khổ đau vô ngã để chứng niết bàn. Rồi bắt đầu những cái gì xảy ra trong đời sống hàng ngày, chúng ta thực hành cái gì, làm việc gì, bái lại vị quỳ hay là chúng ta tụng niệm như thế nào, miễn làm sao mà chúng ta tác ý nghĩ rằng cái này tâm thiện nó phát sanh cho tôi được, thì chúng ta cứ làm, không sợ giới cấm thủ đâu. Còn cái gì mà nó làm cho tà kiến phát sanh đó, thì phát sanh giới cấm thủ. Bởi vì chi pháp của Silapata, Silapata Paramasa, giới cấm thủ là chi pháp là tâm sở tà kiến. Cho nên chúng ta phải hiểu chỗ đó. Tôi làm phiền quý vị quá, mất thời gian quá rồi. Còn 10 phút nữa xin thỉnh Thượng Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy Già. Sa thu, kính trình Hòa Thượng Tự Siêu rất nhiều với những hướng dẫn mà Hòa Thượng dành cho đại chúng hôm nay. Bây giờ để thỉnh sư huynh đi nghỉ, chỉ còn ít phút nữa thì sư đệ sẽ có một câu với thì thọ tân. Thì thọ tân thì đó có ở trước máy mà nghe được không? Nếu thì thọ tân nghe được, xin thì thọ tân qua vị trả lời cho câu thảo luận sau. Một lần nữa xin được hỏi thì thọ tân, thì thọ có nghe được không? Quý Phật tử có thấy thì thọ dạ vâng dạ. Thì thọ tân hôm nay chúng ta đặc biệt nói về tín ngưỡng và tu tập. Và ở trong bài kinh này thì Đức Phật Ngài cũng nhân sự cùng sự, Ngài có đề cập đến một khía cạnh, đó là đối với Ngài đó, thì thuyết pháp đó, đó là một cái sự hiến lễ. Dạ, cái lưỡi đó là cái khai đựng ngâm lễ, và tâm của mình là bàn thờ hay cái trang thờ. Và rồi cái ánh sáng đó đối với Ngài chính là cái khả năng tự chủ của mỗi người. Chúng ta tìm thấy rất nhiều ở trong Tam Tạng Kinh Điển về những cái cách giải đạo trên tự Đức Phật, là khi Ngài một người nói về làm ruộng thì Đức Phật cũng nói về làm ruộng theo kiểu của Ngài, nói về cách dạy ngựa cũng như dạy ngựa theo của Ngài. Thì cái cách trình bày này của Đức Phật dựa trên cái niềm tin, dựa trên sự thực hành, dựa trên tín ngưỡng của người nào đó để Ngài trình bày đó. Thì trong những năm mà Thiền Tọa Pháp Tân tu ở dưới mái chùa, Thiền Tọa đi thuyết giảng, Thiền Tọa hướng dẫn Phật tử, thì Thiền Tọa thấy cái cách mà chúng ta tạm gọi là nhân sự tùng sự này đó, nó có cái gì đó mà nó lợi lạc, nó có cái gì đó gọi là đặc biệt lợi ích cho quý Phật tử. Thì xin kính thỉnh Thiền Tọa Pháp Tân Quan Hỷ chia sẻ một vài cảm nhận của Thiền Tọa về điểm này. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa đang tụ tỉnh hành để tùy tri cùng Chư Tăng. Chào quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Với con, theo con nghĩ rằng đời sống tu tập thì nó cũng có nhiều cái việc cần phải trải qua. Mình cũng chứng kiến nhiều cái hoàn cảnh ở đời sống tín ngưỡng tu tập của mỗi người. Con thấy một điều đó là khi mà Phật giáo đến với mọi người thì đời sống tín ngưỡng dân gian ngày trước đó, con nghĩ rằng người ta cũng đã có trước. Trong cái suy nghĩ của con nghĩ rằng
Dạ, người ta hiểu một cách sơ cơ nhất, đơn giản nhất là tin có trời Phật. Dạ, tin có trời Phật. Thì từ cái tin có trời Phật thì người ta có thể rằng tức là lấn át làm thiện, bởi vì người ta tin có một một Đức Phật, người ta hiểu trong một cách nào đó thì người ta sẽ hiểu rằng cái nhân quả trong đời sống của họ có, cho nên là người ta cũng biết một phần nào đó tránh đi những cái điều ác, người ta thực những cái điều thiện. Nhưng mà nhiều khi đó thì người ta lại có một cái đi xa hơn, người ta lại liên quan đến thần linh. Dĩ nhiên thì ở trong Phật giáo thì cũng có đề cập đến các cái chủng loại chúng sanh, trong đó có thể nói rằng từ chư thiên và A-tu-la hoặc là ngạ quỷ thì nhiều 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 chúng sanh lắm. Thì những chúng sanh đó nó có những cái nghiệp lực, có những cái quy lực nhất định của nó, cho nên là những chúng sanh đó thì họ có một chút nào đó có thể rằng về quá khứ, về vị lai, giống như là cái việc mà mình đọc ở trong kinh Pháp Cú vậy. Có câu chuyện nói đến một cái nữ dọa xoa, sau khi mà đã hòa thuận với lại một cái người thiếu phụ, sau khi hòa thuận rồi đó thì nữ dọa xoa này ở yên một cái chỗ, thì do những cái người dân ở trong làng họ cất cho cái nơi để ở. Rồi nữ dọa xoa này cũng báo cho biết trước là năm nay mưa nhiều, năm nay mưa ít, để tùy thuận vào trong cái mưa nhiều mưa ít thời tiết đó mà người ta gieo trồng những cây hoa màu. Khi mà người biết vậy đó, để nói rằng là dọ so thì họ cũng biết được một cái chuyện quá khứ vị lai theo cái khả năng của họ. Nhưng mà rồi có khi thì người ta lại đặt quá nặng về vấn đề các cái thần linh ấy, biến người ta trở thành một cái gọi rằng hướng con người đến với thần linh, mà nó quên mất đi cái việc mà nhân quả nghiệp báo ở trong đời sống. Trong đạo Phật thì con nghĩ rằng cái lý nhân quả và nghiệp báo ở trong đạo Phật thì rất là sâu rộng, cho nên khi chúng ta hiểu về về giáo lý của Phật, lời dạy của Đức Phật đó, thì Đức Phật luôn lấy con người làm cái chỗ trọng tâm. Nó khác với lại cái tín ngưỡng dân gian, nó khác với lại một số quan niệm, một số tôn giáo khác. Có một vài tôn giáo lấy thần linh làm cái chỗ để nương tựa, làm cái chỗ để cầu nguyện, làm cái chỗ để sự van xin hay tha thứ. Thì con nghĩ rằng là đối với Đức Phật thì Đức Phật luôn lấy con người làm trọng tâm, bởi vì điều đó Đức Phật đã thấy rõ rằng là chính con người để mà giác ngộ thành Phật thì cũng tự mỗi chúng sanh nỗ lực lấy. Và Đức Phật như Ngài nói rằng là Ngài từ ở một cái chúng sanh phàm phu đó, rồi Ngài giác ngộ thành Phật. Từ cái việc mà Ngài giác ngộ thành Phật đó thì qua bao nhiêu cái trải nghiệm ở trong cái đời sống của Ngài, từ kiếp quá khứ cho đến cái kiếp cuối cùng để Ngài giác ngộ thành Phật đó, thì con nghĩ rằng nó đã nhiều cái công phu tu tập lắm.
Và những cái trải nghiệm đó là chính Ngài đã tự giác ngộ, tự Ngài tu chứng. Cho nên cái việc mà giống như chúng ta nói rằng cái cách mà Đức Phật nói, cái cách làm ruộng của Ngài khi Ngài đã trả rời cho ông Bà La Môn Paradocha, hay hoặc là Ngài giải thích cho một cái việc huấn luyện ngựa của một cái ông Bà La Môn Kê Sĩ, thì con nghĩ rằng là Đức Phật luôn luôn hướng đến con người, và con người cần phải điều phục. Điều phục ở đây là điều phục cái gì? Điều phục cái tâm của mình, điều phục cái mà mình biết rằng cái nguyên nhân sanh tử luân hồi, cái điều bởi những cái hành vi, từ đó mới giác ngộ thành Phật được. Cho nên cái người mà thành Phật không phải là cái quả vị Phật á, không phải là ai cho hay ai tặng hay ai ban cho mình, mà thật sự là Đức Phật Ngài nói về luân hồi. Một số tôn giáo khác thì cũng nói về luân hồi, nhưng mà rồi đó thì cái luân hồi đó và cái cứu cánh của luân hồi nó không phải là nói đến cái cứu cánh của sự giải thoát hoàn toàn. Mà ở đây con nghĩ rằng là Đức Phật luôn hướng cho con người, như trong cái cách mà con nhớ rằng là trong kinh nói rằng thần thông giáo hóa, hay về vấn đề pháp thuật giáo hóa, hay là tiên tri gì giáo hóa đó, thì Đức Phật luôn luôn lấy cái pháp để giáo hóa, tức là Ngài luôn luôn thuyết pháp để người nghe hiểu, để tu tập chứng ngộ, chứ Ngài không có dùng cái thần thông để giáo hóa hay là tiên tri để giáo hóa. Mấy cái cách đó Đức Phật Ngài cũng thừa biết, nhưng mà Ngài cũng không có giáo hóa chúng sinh bằng những cái điều đó. Cho nên Đức Phật chỉ thuyết pháp thôi. Thuyết pháp nói trên cái gì mà để cho tự mỗi chúng sanh thanh lọc lấy, tu là tập lấy để được giác ngộ. Thì con nghĩ rằng Đức Phật luôn luôn nghĩ đến, hướng đến đến mỗi chúng sinh, đến con người, đến mỗi chúng tự làm những cái điều tốt để trở vào ở trong cái sự chánh kiến ở trong đời sống của mình. Cũng như giáo pháp của Đức Phật, con nghĩ rằng ngày nay đó, với một cái người nào mà đến với Phật pháp một cách chân chánh đó, thì chúng ta hiểu, học và hành cái lời dạy của Phật, thì chúng ta hiểu lẽ sanh tử luân hồi, hiểu cái sự hên xui tốt xấu, hiểu mọi cái sự biết được các cái sự vận hành của thế giới này, nó có bao nhiêu những chúng sinh như vậy, để rồi chúng ta làm chủ lấy mình. Làm chủ lấy mình ở đây là dựa trên pháp để thực hành, để tu tập, để được giác ngộ, để được giải thoát, sự lãnh hội giáo pháp của Đức Phật, giống như những điều mà Đức Phật đã dạy từ xưa tới nay. Thì con nghĩ rằng điều đó đó nó trở thành một cái bài học để rồi giúp cho chúng ta, dù trong cái hoàn cảnh nào, dù xưa hay là nay, chúng ta tiếp cận với Phật pháp, chúng ta hiểu rõ để chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Và như là muôn một ở trong một cái lời dạy của Ngài đã mang lại cái lợi ích cho mình rất là nhiều. Con xin có cái ý để chia sẻ trong cái thời gian cuối. Kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính thưa Thư Tổ Pháp Tân. Thưa quý Phật tử, qua lời dạy của Thư Tổ Pháp Tân cũng như trước đó là Hòa Thượng Đại Sư đó, và Thư Tổ Pháp Đăng, thì chúng ta thấy rõ ràng một điều rằng đôi khi trong đời sống, ngay cả một người tu tập đó, thì có những khác biệt rất lớn, nhưng mà nó chỉ gần nhau trong đường tơ kẻ tóc thôi. Do vậy chúng ta tu phải khéo, chúng ta tu phải thận trọng. Và Đức Phật Ngài đôi khi Ngài dùng thí dụ mà chúng ta khó có thể tưởng tượng. Ngài ví dụ chánh pháp như một con rắn, mà hơn nữa là con rắn rắn độc, mà mình áp dụng chánh pháp cũng phải biết cách áp dụng,
chứ nếu không chúng ta sẽ bị con rắn nó cắn. Dĩ nhiên là Đức Phật có nhiều cách thí dụ, nhưng mà chúng ta cứ tương tự như là thuốc. Thuốc có những loại thuốc uống rất là có tác dụng về trị bệnh, nhưng mà không khéo uống thì nó chỉ chết người như không. Vì vậy chúng ta phải cẩn trọng và không thể xem thường việc này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dharma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình Pali Pháp Úc và vị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Siêu. Kính đến lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy nhé. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như đúc kết đại học ngày hôm nay để chúng con được nghe, hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và con tri ân đạo tràng cho con biết được tín hiệu.